Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại nhau ở trong bản điểm tin tuần trên kênh chứng khoán chiến binh trên từng con sóng. và như thường lệ thì bản tin của chúng ta cũng sẽ có 3 nội dung chính. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại tất cả những cái danh mục cổ phiếu khá là căn bản ở trong tuần vừa qua. Ở phần thứ hai thì chúng ta sẽ có một vài đánh giá về xu hướng thị trường trong tuần vừa qua tức là tuần video số bản tin 148 tuần đáo hạn hợp đồng phá sinh tháng và phần thứ ba thì sẽ có một vài dự báo về kịch bản xu hướng thị trường ở trong cái tuần mới tuần mà dự báo cũng sẽ có rất nhiều những cái biến số để giúp cho chúng ta nhận diện xem thị trường của chúng ta sẽ đi đâu và về đâu và như Hùng có chia sẻ ở trong các bản tin tuần gần đây thì uh, gần đây um, tuần 2 tuần ở đây thì Hùng Lê đã bắt đầu triển khai thêm một cái kênh thứ hai. Uh, nội dung tên của kênh đó là Hùng Lê Chứng khoán, uh, lấy đúng cái tên như vậy và trên cái kênh này thì chúng ta sẽ có những cái bản tin phân tích ngắn. Ví dụ ở đây lùng đã có những cái bản tin phân tích ngắn, ví dụ ngày mùng 10 tháng 9 ngày mùng 10 tháng 10 12 tháng 10 ngày 17 tháng 10 và tại những bản tin phân tích ngắn này thì nó chỉ có khoảng thời gian khoảng tầm từ 10 đến khoảng 15 phút. À, chúng ta sẽ đánh giá review lại bộ ba tham thối chung của thị trường và sau đó thì có thể phân tích thêm một vài à, các cái mã cổ phiếu nó có những cái tín hiệu kỹ thuật tương đối là ok. Thì đấy là cái nội dung này thì các anh chị là à, chúng ta sẽ đăng ký kênh à, Hùng Lê Chứng khoán. Còn đối với kênh chứng khoán chiến binh điện tử con sóng thì chúng ta một tuần chúng ta sẽ có một bản tin một tuần chúng ta sẽ có một bản tin và trong cái bài phân tích ngày 17 tháng 10 thì cũng có up lên cả trên kênh uh, chiến binh trên từng có sóng uh, còn sau đó thì các cái bản tin ngắn thì cũng sẽ không up lên kênh này mà sẽ up lên kênh uh, kênh thứ hai và vừa mới triển khai xong Thế anh chị lưu ý ok uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của video ngày hôm nay thì trước khi mà đi vào nội dung video ngày hôm nay thì các anh chị lưu ý để chúng ta tiếp cận được cái ý đồ về mặt phân tích kỹ thuật tức là trong tuần vừa qua thì cả tuần từ phiên giao dịch của ngày thứ hai đến ngày thứ năm thì đường chung của chúng ta đã có một cái tinh thần rất là tốt nó giữ được ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật và phiên ngày hôm nay là một phiên bất thường theo quan điểm của kỹ thuật của chúng Lê là bất thường vì nó các cái nhóm ngành nó đã có một cái sự suy giảm rất là mạnh và tất cả các mã cổ phiếu nó đều bị đạp gần về hỗ trợ hoặc là bị gãy qua hỗ trợ thì cái mức độ gãy qua hỗ trợ có có cổ phiếu gãy ít có cổ phiếu gãy nhiều như vậy thì sau cái phiên giao dịch bất thường thì chúng ta phải có một tín hiệu bình thường có nghĩa là phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó sẽ trả lời cho tất cả chúng ta rằng là các mã cổ phiếu đã bị đạp trong phiên ngày thứ sáu thì phiên ngày thứ hai nó có phục hồi hay không và nó phục hồi thì nó phục hồi được bao nhiêu ví dụ nó có lấp được 1 phần hai thân thân nến giảm của phiên ngày hôm nay hay không thì tí nữa ông sẽ đi phân tích và trong cái nội dung phân tích thì ông lồng, lồng ghép để cho các anh chị nắm được là à nếu như vậy thì tín hiệu sẽ là tốt và nếu không đạt được tín hiệu như vậy thì nó sẽ là xấu tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai nó sẽ trả lời cho chúng ta rằng là à cái phiên ngày hôm nay là một cái phiên bất thường hay là phiên bình thường thì ngày phiên ngày thứ hai nó phải lấp lại được một trong những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện cái xu hướng thị trường Ok như vậy thì để chúng ta tiếp cận được chúng ta hiểu được như vậy để chúng ta hình dung ra được là cái phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới sẽ là một cái phiên nó sẽ có những cái vai trò như thế nào nó có những ý nghĩa như thế nào thì đầu tiên chúng ta sẽ nhìn lại VIX ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung là VIX vẫn cái biên 58 là cái biên dự kiến mà VIX sẽ test về đây và nó sẽ có cái độ ổn định nhìn chung thì chỉ có phiên kết tuần thì nó bị mất vùng 58 thôi còn lại về căn bản là trong tuần thì có những cái điểm mà lên sọt xuống ở đây thì nó vẫn giữ được cái vùng 58. Như vậy thì tuần tới khả năng vùng 56 đến khoảng vùng 58 sẽ là những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà cổ phiếu VIX sẽ tiếp tục đi. Vinhome trong ngày hôm nay đó thì cái câu chuyện ở đây thì cũng sẽ phân tích sâu cái mã cổ phiếu Vinhome để các anh chị hiểu được cái bản chất vấn đề của tuần tới. Thì đây là một cái cây nến của ngày thứ sáu với lực đạp gấp đôi trung bình 21 phiên như vậy nó sẽ là một tín hiệu bất thường cái đã đó về thanh về thanh khoản đúng không ạ <laughs> và ở đây thì um, chúng ta có hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 48 các anh chị và phiên giao dịch của ngày thứ hai thì nó sẽ trả lời chúng ta một cái câu chuyện là Vinhome nó sẽ lấy lại được ở trên vùng 48 cộng hay là nó xuất hiện một cái cây nến đỏ đặc mà nó bị tiếp tục nó bị gãy vùng 47 ở đây. Đó vậy thì nếu tiếp tục nó gãy vùng 47 thì cái xu hướng chủ đạo của Vinhome sẽ tiếp tục đạp. Nhưng nó lấy lại được ở trên vùng 48 cộng thì như vậy là tạm thời cái xu hướng của Vinhome và xu hướng của những mã cổ phiếu khác nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy các anh chị lưu ý. ở cổ phiếu VRE thì khả năng là tuần này nó đã uh, đạp về quanh vùng 24 đó là cái vùng mà dự kiến đây phiên ngày thứ hai và phiên kết tuần thì nó đều đóng ở vùng 24 khả năng tuần tới thì nó sẽ có một lực hồi ngắn đến khoảng vùng 25 và sau đó thì nó sẽ tiếp tục quay trở lại để kiểm tra cung cầu lại ở quanh vùng 24 thị đường mà xấu thì nó sẽ test lại về quanh vùng 23 23 <laughs> Vinamilk hiện tại đang là một cái trụ uh, tương đối khỏe mà nó gần như nó khỏe gần như khỏe nhất thị trường rồi các anh chị. Ở trong tuần vừa qua thì Vinamilk cũng đã tiếp tục quay lại trở lại vùng hỗ à, vùng kháng cự 78 và nó có những cái phiên test kỹ thuật như thế này rất là đẹp. Ngay từ đầu tuần thì nó đã test lại quanh vùng 74 và sau đó nó kéo lên được vùng 78. Phiên kết tuần thì nó uh, không thực sự là xấu lắm. Khi mà nó vẫn giữ được ở trên cái biên kỹ thuật 75.5 đến khoảng vùng 76 tuần tới thì khả năng sẽ test về đây và sau đó thì đánh giá thêm cái khả năng break vùng 78 hay không thì chờ thêm tín hiệu. Ờ, cổ phiếu VDC trong tuần thì nó chủ đạo là nó gì ạ? Nó tích lũy đi ngang, nó tích lũy đi ngang và chúng ta có biên hỗ trợ dưới 106.5, biên kháng cự trên thì hiện tại là đang có vùng 109 đến khoảng vùng 110 và trong phiên ngày hôm nay thì nó cũng đã chạm về hỗ trợ dưới và sau đó nó rút chân lên. Uh, SKG phiên ngày thứ sáu phiên ngày hôm nay là một phiên cực kỳ xấu đó các anh chị, tức là phiên ngày hôm nay là gần như tất cả các mã cổ phiếu nó đều gì ạ, nó đều bị phá vỡ cái tính kỹ thuật trong điểm ngắn hạn. Thì cái điểm kỹ thuật ngắn hạn của SKG ở đây đó là biên bao nhiêu? Biên 15.5 đến biên 16 thì cây nến ngày hôm nay là nó thủng qua cái biên hỗ trợ này. Đó vậy thì cái câu chuyện là đến phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới nó sẽ trả lời cho chúng ta. Ví dụ trong trường hợp mà cổ phiếu này nó có một cây nến xanh ở trong phiên giao dịch ngày thứ hai và nó ít nhất là nó lấp lại được 1/2 thân đến thân đến giảm của nó như thế này. Thì đây là gì ạ? một tín hiệu tích cực. Đó, còn ngược lại, đó. nó không lấp lại được mà tiếp tục nó bị xuất hiện một cây nến uh, đỏ đặc dài và nó tiếp tục bị mất vùng 15 và thậm chí là vùng 14 ở đây, 14.5, ví dụ như vậy thì đấy là một tín hiệu gì ạ? một tín hiệu xấu và nó xác nhận rằng là uh, thị trường và cổ phiếu nó sẽ tiếp tục chỉnh giảm. Đó, các anh chị lưu ý <laughs> ờ, chúng ta là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, các anh chị chúng ta không tạo lập được thị trường Do đó là chúng ta không nên chống lại xu hướng thị trường, chúng ta không chống lại được đâu ạ Khi cổ phiếu nó rơi thì nó sẽ tiếp tục rơi và khi cổ phiếu nó tăng thì nó sẽ tiếp tục tăng về mặt xu hướng ờ, San về mặt kỹ thuật thì trong tuần San cũng đã có những cái nỗ lực hết sức là tích cực Nhưng cái nền kết tuần thì nó đã có một cái tín hiệu vi phạm ở vùng 76.5 76 đây như vậy thì phiên ngày thứ hai nó sẽ trả lời cho chúng ta là nó tiếp tục bị mất hay là bị à, có thể công lại được vùng 76.5 thì chúng ta đánh giá thêm. Trường hợp bị thủng thì tiếp tục à, dự báo khả năng ở vùng 67 đến khoảng vùng 68 của cổ phiếu này. À, phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành à, vừa là trụ nhưng mà nó là thuộc nhóm ngành bảo hiểm các anh chị. Thì BVH ở trong tuần thì BVH đã có một cái lực công dự báo công về vùng 51 đến khoảng vùng 52 sau đó nó sẽ chỉnh cung và nhịp chỉnh cung này thì dự kiến nhịp một nó chỉnh sẽ chỉnh quanh vùng 49 và cây nến ngày hôm nay cũng là một cây nến khá là bất thường vậy thì sau cái nến này thì chúng ta sẽ đánh giá thêm xem là nó có lực hồi hay không và lực hồi này thì nó có uh, nó có có bật lên được trên vùng 49 cộng hay không còn trong trường hợp mà nó không bật được thì như vậy là nó sẽ hướng lại cái vùng uh, hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 16 và vùng 47 để tích lũy lại cổ phiếu BMI đó thì BMI hiện tại là cũng đang đánh khá là giống à, sát với cái ý đồ phân tích à, ngắn hạn thì nó hồi về vùng 24 và sau đó nó tiếp tục quay trở lại test lại nền ở đây là nền 21.5 đến nền 22 tuần tới thì sẽ tiếp tục đánh giá thêm ở, ở vùng này à, cổ phiếu MIG cũng à, khá sát với dự báo đó là nhịp 1 thì nó sẽ kéo lên khoảng quanh vùng 16, 16.5 sau đó nó sẽ chỉnh cung đây các anh chị nó chỉnh cung Thì cái điểm chỉnh cung nó sẽ quay trở lại test vùng kỹ thuật 14.5 Nhìn chung thì khả năng tuần tới sẽ có thêm khả năng là sẽ có vùng 14 Bởi vì thị trường hiện tại thì nó đang đang khá là xấu Nên là cái 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 khả năng là nó quay lại quanh vùng 14 đến khoảng vùng 14.5 là hoàn toàn có thể xảy ra à, Phân tích một số các mã cổ phiếu của ngành bán lẻ gồm mã cổ phiếu PNG thì đối với PNG trong tuần trước và Nói chung là đến kết thúc phiên giao dịch ngày thứ năm của tuần này thì cái thiên hướng kỹ thuật của nó vẫn là tốt các anh chị. Và mục tiêu thì nó vẫn hướng về vùng 110 111 nhưng mà trong cái cái đến kết tuần thì nó xấu chung cả thị trường nên là PNG nó cũng không đỡ được. Như vậy thì tuần tới nó sẽ có ở khoảng quanh vùng 103. Đó sẽ đánh giá ở quanh vùng này trong trường hợp mà tích lũy được thì như vậy là lực long sẽ tiếp tục ở đây còn không tích lũy được thì nó sẽ quay trở lại ở cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây đó là vùng 100 đến khoảng vùng 101 và cá biệt ở trong phiên thì có thể đấy các anh chị cái 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 cái, cái nến ở cái cái nến râu ở đây trong trường hợp mà phân tích kỹ thuật thì cũng đã có lưu tâm đến vùng 96.5 đến vùng 97.5 tức là có thể nhún về đây và sau đó nó diện nó rút chân lên đó uh, G trong tuần thì cũng đã có những cái tín hiệu hết sức là tích cực khi mà những điểm test nó giữ lại được vùng 68 mục tiêu thì có thể đánh đến vùng 62 À, tuy nhiên cây nến kết tuần là một cây nến đấy Cây nến rất là bất thường nó lấp lại hết toàn bộ uh, những cái nỗ lực tăng điểm trước đó của cổ phiếu MBRG và nó về lại vùng hỗ trợ 54 đến khoảng vùng 55 ở đây Như vậy ngắn hạn tuần tới thì chắc chắn là vùng 54 nó sẽ kiểm tra lại Còn sâu hơn thì nó có thể kiểm tra lại ở vùng 52 Và chúng ta lưu tâm thêm một tí nữa đó là cái vùng 52 này cũng là một cái điểm nhấn kỹ thuật rất là quan trọng của cổ phiếu MWG Ờ, trong trường hợp nó tích lũy được thành công thì đấy là một cái điều tốt Các anh chị về đây và nó bật long trở lại đấy là điều tốt Tuy nhiên à, vẫn có một kịch bản xấu ở đây đó là trường hợp nếu như mà với độ vợ bị gãy vùng 52 thì đấy sẽ là một tín hiệu rất xấu của cổ phiếu này à, pet trong tuần thì nó cũng đã giữ khá là tốt khi mà những cái điểm test kỹ thuật dự kiến về quanh vùng 28.8 đến vùng 30 Tuy nhiên cái nền kết tuần thì à, nó đã phá vỡ cái tính à, tính hỗ trợ đó như vậy là phiên giao dịch ngày thứ hai tuần tới thì khả năng là pet sẽ quay trở lại test lại vùng 26 thậm chí là có thể tính toán ở vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 tức là có thể là trong tuần ấy nó có những cái phiên mà nó nó nó, nó nhún xuống hay chị đó nó nhún xuống sau đó nó có thể rút chân lên tức là nó có xuất hiện những cái đô gì thì đấy là cái phương pháp mà chúng ta dự báo trước để chúng ta nếu có mua thì chúng ta sẽ đặt sâu ở trong phiên một tí đó sâu trong phiên một tí nha dgvk d dgvk nào <laughs> thì đối với ghép là nó cũng đã hoàn thành cái lực à, gọi là cái nhịp kéo thứ nhất ở đây. Đó lên khoảng vùng 70 và có cảnh báo cho các anh chị ở trong cái bản tin tuần đó là vùng 72 đến vùng 74 là những cái vùng kháng cự rất là mạnh mà chúng ta lưu tâm. Phiên kết tuần thì nó bị đạp tương đối là mạnh rồi. Phiên đạp như thế này thì gần như là nó đã kết thúc cái nỗ lực tăng điểm tiếp theo của MVDB. À của DGVK như vậy ngắn hạn à, thì DGVK tuần tới thì chắc chắn nó sẽ kiểm tra vùng 60 và sâu hơn thì nó có thể về lại vùng 53, 54 ở đây tức là về lại cái đáy cũ để nó kiểm tra lại uh, lực cung cầu và về đến đây thì khi đó thì đánh giá thêm nếu như cổ phiếu hồi thì khi đó chúng ta có thể bắt đầu bắt lại tức là uh, chúng ta tận dụng những cái nhịp hồi ngắn thì những cái nhịp hồi ngắn á, thì uh, thông thường là chúng ta có trong tay cổ phiếu DGVK chẳng hạn thì về hỗ trợ này chúng ta mua và hồi ngắn lên thì chúng ta sẽ bán bớt đi để chúng ta hạ cái giá vốn của chúng ta xuống ở đây rồi uh, phân tích mã cổ phiếu ngành công nghệ gồm mã cổ phiếu FPT thì uh, trong tuần thì FPT chính xác là hai tuần vừa qua thì FPT đã có một cái lực hồi uh, rất là tốt rất là tốt các anh chị phiên ngày hôm qua thì FPT đã kéo lên vùng 78 và phiên ngày hôm nay thì nó lại trả hết lại tất cả những cái gì nó đã có của tuần trước đúng không ạ một cái nến đỏ đạt rất là dài tức là một cái tín hiệu khá là bất thường như vậy thì sang phiên tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái khả năng FPT có công lại được vùng 75 hay không trong trường hợp mà không công lại được thì xác suất cao là FPT sẽ quay trở lại quanh vùng 72.5 đây sẽ là vùng hỗ trợ kỹ thuật trong tuần tới của cổ phiếu này à, cổ phiếu CMG thì nhìn chung là vẫn không có nhiều yếu tố đột biến vùng 38.5 đến khoảng vùng 40 đây đang vẫn là vùng hỗ trợ kỹ thuật của nó các anh chị à, tuần tới thì khả năng nó tiếp tục đi ở quanh vùng 39 đến vùng 40 trước khi mà nó chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật uh, tích cực của thị trường chung <laughs> Rồi ở bây giờ thì cũng sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành rất là quan trọng đó là nhóm ngành dầu khí Thì hiện tại là giá dầu Giá dầu WTI xem nào WTI sau khi tiệm cận được vùng 94.5 Sau khi mổ OPEC cắt giảm 2 triệu thùng một, một, một ngày Thì giá dầu có bật tăng quay trở lại và bắt đầu nó lại hình thành một cái nhịp test Nhịp test này thì trong cái phân tích dự báo thì khả năng là test về quanh vùng 88 nhưng hiện tại là nó test về quanh vùng 85 rồi khá là sâu. Ờ, nhưng nói chung nhìn về mặt thế trận thì nó vẫn đang tạo ra được một cái diện, một cái xu hướng về mặt à, chúng ta tạm gọi là à, xu hướng ngắn hạn đúng không? Đấy gọi là xu hướng uptrend đi lên. Như vậy thì để mà tạo thành được cái xu hướng ngắn hạn uptrend này thì cái, những cái nhịp cả cung này nếu như nó ở khoảng quanh vùng 83 đến khoảng vùng 84, 85 như vậy thì vẫn được đánh giá là diện, đánh vẫn được đánh giá là tích cực để có thể là gì? Từ đây thì nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp phục hồi và hiện tại thì cổ phiếu nhóm P thì nó cũng đang khỏe hơn so với thị trường, khỏe hơn các anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi phân tích mã cổ phiếu GAT. Thì đối với GAT ở trong bản tin tuần video số 147-148 thì chúng ta có đánh giá hỗ trợ 1.4, 1.5 nhịp này có thể kéo mắc lên quanh vùng 115. Uh, tuần vừa qua thì nó cũng rất đạt được lên được vùng 113, sau đó thì uh, nó đang có những cái nhịp chỉnh cung. Như vậy thì tuần tới uh, khả năng cao thì gas sẽ tiếp tục kiểm tra lại vùng một hỗ trợ vùng 106. 106 uh, yếu hơn mà thị trường mà nó vẫn bị uh, những cái tác động tiêu cực thì có thể lùi về vùng 103 uh, đến vùng 105. Ở đây đây sẽ là những cái nhịp đấy, sẽ là những cái nhịp test kỹ thuật quay trở lại. Uh, tích lũy ở lại ổn định ở đây thì chúng ta sẽ tiếp tục kỳ vọng một cái nhịp uh, kéo lên của gas uh, MPLX nó uh, PLX thì ở đây chúng ta đã có những cái kịch bản phân tích đó là gì PLX sẽ đi ở khoảng vùng 32.5 lên đến khoảng biên vùng 34 uh, tuần này nó quay trở lại test và cây nến ngày hôm nay là một cây nến uh, xấu một cây nến xấu vậy sau một cây nến xấu thì nó sẽ cần thêm một cây nến nữa để nó xác nhận rằng là xu hướng kỹ thuật của cổ phiếu này nó sẽ đi như thế nào thì tuần tới chúng ta sẽ kiểm tra ở vùng 31.3 trong trường hợp mà tích lũy lại trên 31.3 cộng thì nó tạm ổn thủng vùng 31.3 thì như vậy là chúng ta phải tính toán ở vùng 30 thậm chí là vùng 20 mấy đến này 26 đến khoảng 26.5 này đây là cái vùng mà cũng đã có thể phải tính toán đến ở trong cái nhịp sóng này bởi vì sao bởi vì thị trường của chúng ta đang rất là xấu và cái tín hiệu của ngày hôm nay là tín hiệu mà nó phá vỡ hết tất cả cái sự cố gắng nỗ lực của thị trường ở trong bản tin tuần video số 147 và video số 148 các anh chị à, Tuần tới các anh chị lưu ý ở vùng 31.3 à, Cổ phiếu PPP PPP ở đây à, tín hiệu trong tuần thì cũng khá là tốt Khi mà nó tiếp tục thì nó giữ lại được ở vùng 16.5 à, Tuy nhiên ở đây các anh chị thấy là phiên ngày hôm nay thì nó vỡ vùng 16 và với việc vỡ vùng 16 như thế này thì chắc chắn nó sẽ đi về vùng 15 và thậm chí có thể phải tính toán ở khoảng quanh vùng 3.5 đến vùng 14 đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật ngắn của cổ phiếu PVB Ở à, MPVS như vậy là PPS tuần này thì nó đã không thể break được cái vùng kháng cự 24.3 và trong mục tiêu trong bản tin phân tích tuần thì chúng ta cũng có nói đến là nhịp hồi này nó sẽ chạm về cái vùng này và nó có break được hay không thì đấy là một cái câu chuyện mà chúng ta phải chờ và như vậy là tín hiệu các tuần thì nó đã không thể break được được. À, nhìn về mặt xu hướng như thế này, phiên ngày hôm nay nó đã bị vỡ mất vùng 22.5. Vậy thì cái câu trả lời cho thứ hai tuần tới như cũng có phân tích và đề cập đến ở đầu video, khi các anh chị tiếp cận đến bản tin tuần này là chúng ta phải à, phiên thứ sáu là phiên bất thường. Sau phiên bất thường thì à, cổ phiếu nó sẽ diễn biến như thế nào trong trường hợp nó lấp lại được một số hai Ví dụ là nó à, nó có thể nhồi xuống một tí và sau đó nến đóng cửa của phiên ngày thứ hai nó phải nằm ở trên 23 thì đấy là gì? Đấy là tín hiệu tích cực. Đó, còn tín hiệu tiêu cực là gì? Nó không nhồi lên được mà nó lại làm một cây nến thẳng thế này và nó gãy vùng 21 chẳng hạn thì đấy là tín hiệu tiêu cực. Đó, hoặc nếu không mà gọi là tín hiệu trung tính thì nó có thể gọi là gì? Nó tích lũy được ở trên vùng à, loanh quanh ở vùng 21 đến khoảng gì ạ? Khoảng vùng 21.21.2 gì đây. Đó đấy gọi là tín hiệu trung tính, gọi là cũng không xấu mà cũng không đẹp, nói chung là tạm tạm. đấy thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật các anh chị nhé và chúng ta phải tuân tuân theo nó và chúng ta phải nương theo nó khi nào ở à, nó tín hiệu tích cực thì sẽ như nào và tín hiệu tiêu cực thì chúng ta sẽ xử lý như nào đấy là những cái tình huống mà chúng ta phải đặt ra ở trong những cái kịch bản à, tương lai. đó vì tương lai là một cái gì đấy mà nó rất là khó phán đoán rất là khó biết nên là cái câu chuyện là là là, là không ai có thể biết trước được và chúng ta chỉ dự báo sơ sơ vậy thôi VVD cả tuần rất tốt cả tuần rất tốt các anh chị sau một cây nến đẩy tăng của phiên ngày thứ hai thì nó có đến ba bốn cây nến bốn cây nến test ở trên vùng 20.8 cực kỳ đẹp nhưng mà phiên kết tuần thì nó phá vỡ hết cái vùng 20 gọi là tất cả những cái gì đẹp nhất đó thì là nó bị vỡ vụn trong phiên ngày hôm nay đó và cái tín hiệu vỡ vụn này thì bây giờ hùng cũng tối nay thì hùng chưa nắm được thông tin gì mà nó lại vỡ đến mức như vậy còn trong kịch bản phân tích kỹ thuật là PVD sẽ kéo lên khoảng vùng 21.4 đến khoảng vùng 22 và sau đó gì ạ? thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật về 20.8 tích lũy ổn định ở đây để nó tiếp tục kéo lên vùng 22.5 đến khoảng vùng 23. đấy là trong cái ý tưởng mà hùng có dự báo. À, nhưng mà cây nến thứ sáu này thì nó vỡ hết cái ý tưởng này rồi. đó. À, đấy là chúng ta phân tích anh chị và cái câu chuyện là nó có trùng với cái kịch bản với cái ý đồ của mình hay không thì nó lại là một câu chuyện trong tương lai và có đúng có sai đấy là quan điểm của cá nhân hùng lê. Đó chứ không ai có thể là phân tích đúng được 100% đâu và khi chúng ta nhận diện được như vậy á thì sao? Thì ví dụ như chúng ta có mua thì chúng ta sẽ mua ở vùng 20.8 so với những cái tài khoản mà các anh chị đua 22. À vùng 22 ta không đua các anh chị, vùng 22 là vùng dự báo cổ phiếu sẽ tả cung và sẽ mua thì sẽ mua ở vùng 20.8, ví dụ như vậy. Thì như vậy thì chúng ta đã giảm thiểu được một cái một cái tác động ngắn hạn. Đó và phiên ngày hôm nay thì bắt thêm một ít giá sàn. Đó, bắt ít giá sàn ở đây. Thì câu chuyện là bắt đi giá sàn ở đây thì ngày ngày phiên ngày thứ hai chưa chắc xác nó đã trụ lại được cái giá sàn này đâu đó nó có thể tiếp tục rơi về vùng 19.3 thậm chí nhịp này nó có thể uh, quét lại vùng 18.5 và sâu hơn thì có thể là gì nhún về vùng 18 đấy là cái câu chuyện mà chúng ta sẽ lường trước được trong một cái nhịp này hết sức là khó khăn tín hiệu ngày thứ sáu là tín hiệu uh, khó khăn các anh chị tín hiệu ngày thứ sáu tín hiệu khó khăn Uh, cổ phiếu ơi, OI. OI ở đây thì chúng ta có một cái vùng uh, đi ngang ở biên 10 đến khoảng biên 10.5. Cái này thì chúng ta đã có phân tích rồi. Và tín hiệu kết phiên của ngày thứ sáu như này là tín hiệu tiêu cực đối với mã cổ phiếu ơi. Như vậy thì tuần tới chúng ta sẽ uh, đánh giá thêm một quanh vùng 9.5 đến khoảng vùng 10. Ờ uh, POVK dự chỉnh là chỉ dự chỉnh về 10.8 thôi. Ông anh chị nhưng mà phiên ngày hôm nay là nó phá vỡ cái 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 chỗ 10.8 này và khi nó phá vỡ vùng 10.8 thì nó sẽ đi về biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 10 vùng 10.3 tuần tới thì sẽ tiếp tục đánh giá ở quanh vùng này à, BSR dự chỉnh à, dự chỉnh thì nó cũng dự chỉnh ở khoảng quanh vùng 19.5 đến vùng 20 thôi và cái việc mà nó bị mất vùng 19.5 ở đây với một cây nến đỏ đặc dài và lực bán của ngày hôm nay là đều gấp trung bình 21 phiên hết đó là một cái lực bán rất là mạnh à, chính vì vậy nên tuần tới thì xu hướng khả năng của nó sẽ ở vùng 18 đến vùng 18.4 như vậy là nhóm p thì nhìn chung là nó vẫn chịu những cái tác động ở à, tiêu cực trong ngắn hạn đối với thị trường ok à, rồi bây giờ thì mình sẽ view tiếp một cái nhóm ngành tiếp theo một cái nhóm ngành cũng khá là căn bản và cũng rất là gọi là bình dân à, và rất nhiều anh chị em quan tâm đó là nhóm ngành bất động sản à, xây lắp hạ tầng đầu tư công thì gồm có mã cổ phiếu thứ nhất đó là dg thì dg trong tuần nó cũng đã có một cái sự phục hồi khá là tốt Uh, dự báo nó test lại ở vùng 24 đây này trong phiên thứ hai nó test vùng 24 và sau đó nó kéo lên đó kéo lên thì uh, cũng như vậy thôi nói chung là nó khỏe thì nó lên được vùng 27.5 và sau đó nó lại chỉnh cung và cái nhịp chỉnh cung này trên ngày thứ 6 trên ngày hôm nay thì tương đối là xấu ngắn hạn vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 Sell thì uh, dự chỉnh lại ở quanh vùng 13.7 đến khoảng vùng 14 HBC ở đây, đó tín hiệu kỹ thuật ở đây là nó đã quay trở lại test lại vùng 12.4 và đây là một cái yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng. Tuần tới nó lấy được 124 4 công lại 12 cộng thì nó là tiêu cực. Còn nếu mà bị phá vỡ vùng 12 thì như vậy là sẽ hướng về vùng 11 đến khoảng vùng 1.5. Đất xanh, đất xanh cũng như vậy nó đã có một lực kéo ở đây và lực kéo này mắc thì nó có thể về được quanh vùng 17.5 và chắc chắn nó sẽ chỉnh cung và nhịp chỉnh cung này thì đầu tiên sẽ dự chỉnh về quanh 16 và 16 ở đây nó bị vỡ đó, nó bị vỡ thì như vậy là nó về vùng 15 tức là test lại cái đáy cũ ở đây và cái câu chuyện là phiên giao dịch ngày thứ hai như có nói đó là một cái yếu tố kỹ thuật rất là quan trọng để tiếp tục đánh giá cái xu hướng đó, bật lên được 15 cộng thì tạm ổn mà thủng vùng 15 thì như vậy là nó sẽ hướng về vùng 2.5 đến khoảng vùng 13 DXS thì nhìn chung là xấu rồi Uh, bởi vì sao bởi vì như vậy là tuần này sau khi mà nó bị vỡ vùng 10.5 và nó có cây nến đấy đây là cây nến xác nhận Và khi cây nến xác nhận này uh, thì nó cho chúng ta tín hiệu rằng là cổ phiếu này tiếp tục trình giảm và các anh chị lưu ý nếu đang cầm uh, SCR Đã có lực kéo và nó quay lại test cung và Tuần này thì nó đóng đúng vùng 7 Như vậy tuần tới thì chúng ta tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng chiều tải của nó ở quanh vùng 7 trong trường hợp thùng 7 thì sẽ tính toán thêm Ờ, hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 5.7 đến vùng 6 đó, là phải tính đến nơi <laughs> lDg cũng đã có mức lực hồi và nếu như cái lực hồi này nếu chuẩn bài thì nó phải chỉnh cung về đâu đó khoảng quanh vùng 6.5 thôi khi nó vỡ vùng 6.5 và phiên ngày hôm nay thì nó tiếp tục có một nến xác nhận nữa đó vậy thì tín hiệu ngắn hạn của LDg nó là xấu và tuần tới sẽ làm việc ở khoảng quanh vùng 5.5 Uh, C2 sau những cái phiên mà nó hồi phục khá là tốt ở trong tuần video số 147 và nửa đầu của 148 uh, Nó kéo lên được ở đây là vùng 187 đến vùng 19 Đây là vùng kháng cự ngắn thì chắc chắn nó sẽ chỉnh cung Nhưng cái điểm chỉnh cung của ngày hôm nay là điểm chỉnh cung bất thường Tức là nếu như nó nó chỉnh cung đẹp thì nó chỉ quay lại về khoảng quanh vùng 17, 17 năm thôi đó và phiên ngày hôm nay là đóng cửa vùng 164 như vậy là một cây nến đỏ đặc rất là dài và nó xuyên thủng qua cái vùng hỗ trợ kỹ thuật vậy thì với tín hiệu này thì khả năng theo quan điểm của vùng khả năng nó sẽ về quanh vùng 16 sau đó 15 15 4 để tích lũy lại các anh chị đó còn trừ khi trường hợp là phiên ngày thứ hai nó lấp lại được một phần hai thân nến đỏ của cây nến này tức là phiên ngày thứ hai nó lấy lại được ở vùng 17 cộng thì khi đó để đánh giá thêm cái thiên hướng tích cực còn nếu mà không lấy lại được thì chúng ta sẽ đánh giá đấy là thiên hướng tích cực à, tiêu cực Uh, NBB NBB trong tuần có những cái lực kéo khá là tốt nó kéo lại được lên đến vùng 18.5 nhưng sau đó lại quay lại nó chỉnh cung ở đây điểm chỉnh cung này phiên ngày hôm nay nó bị bán sàn phiên giảm tương đối là mạnh và đường đường mát thì nó đang có thiên hướng là cắm đầu đi xuống như vậy là xấu đó, tiên lượng là xấu à, như vậy tuần tới thì khả năng sẽ ở khoảng quanh vùng 15 đến khoảng vùng 16 đánh giá thêm Nói chung là khoảng tầm vùng 10, 15 15.5 ở đây là khả năng sẽ đến nơi những cái nhịp chỉnh cung ở đây FCN ở đây tuần cũng đã có một cái nhịp long à, tương đối là tốt ở video 1.7 ở vùng 10.5 và dự kiến thì đâu đó nó kéo lên khoảng vùng 12 12.5 nó sẽ chỉnh cung nhưng mà điểm chính cung đẹp nó phải nằm ở vùng 11.5 phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên mà nó bị phá vỡ vùng 11.5 như vậy thì tuần tới nó sẽ kiểm tra lại vùng 11 và sau đó nó sẽ ở khoảng vùng 10.5 <laughs> đó thậm chí là vùng 10 ở nhịp này thì khả năng là 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 là, là, là tinh thần là nó sẽ đạp lại vùng 10 và có tích lũy được ở đây để hình thành một cái mô hình kép ở đây hay không thì thì chúng ta sẽ đánh giá thêm ở uh, CNCO 4 <laughs> cnco 4 cũng đã có lực hồi khá là tốt từ vùng 9 mà dự kiến nó sẽ kéo lên ở đây đó là biên kháng cự 10.7 đến 11 sau đó nó chỉnh cung đó, dự báo chỉnh cung đẹp thì nó cũng chỉ dự báo gọi là nếu đẹp là nó giữ được quanh 10 đó, cả tuần nó giữ 10 nhưng đến phiên ngày thứ sáu thì nó chết phiên nay thì cả thị trường nó chết chứ không phải mỗi cổ phiếu cnco 4 nó phá vỡ những cái tính kỹ thuật mà nó đã tạo được ở trong những cái phiên liền trước đó chính vậy nên là phiên giao dịch ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới nó sẽ tương đối là quan trọng để nó xác nhận rằng là à ví dụ ông này ông ấy hồi lại được ở khoảng vùng 10 cộng thì như vậy là tích cực nhưng mà ngược lại là không hồi lại được mà ông ấy táng gãy cái, cái, chỗ này đó ví dụ ông ấy táng gãy vùng 8 chấm mấy thế này 8.7 chẳng dạ hạn Vì, ví dụ như thế thì đấy là một cái tín hiệu tiêu cực thì chúng ta sẽ chờ thêm Uh, VCG cả tuần giao dịch rất là tích cực và uh, phiên kết tuần thì nó cũng khá là xấu khi mà nó tiếp tục quay trở lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây uh, Đó là vùng 15.5 đến khoảng vùng 16 và với tín hiệu kỹ thuật như này thì khả năng là cái vùng 15.5 này khó giữ Ít nhất nó phải đạp xuống qua khoảng tầm vùng 15 đó. Rồi uh, tại vùng 15 này thì chúng ta đánh giá thêm uh, kịch bản phân tích nếu trong trường hợp nếu VCG không giữ được 15 thì nó sẽ về khoảng vùng 12 năm đến khoảng vùng 13 đó sẽ về cái hỗ trợ này để tích lũy MHDG sau một nhịp kéo và dự kiến mắc thì nó kéo lên khoảng được vùng 38 tuần này thì nó kéo lên được vùng 37 và sau đó nó bắt đầu chỉnh cung sự kiến chỉnh cung thì chỉ dự khoảng quanh vùng 34 thôi nhưng cây đến ngày hôm nay thì coi như là diện nó đã phá vỡ cái vùng 34 và nó đi test trở lại quay trở lại đây vùng 30 đến khoảng vùng 31 ở à, trên tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn như thế này thì tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá thêm cái khả năng tích lũy ở vùng này trong trường hợp vùng 30 bị thủng thì phải tính toán ở vùng 274 đến khoảng vùng 28 ở à, cổ phiếu HDC như vậy là đây HDC thì nó cũng đã có một cái diện một cái lực long lên và nó quay trở lại nó test uh, test lại vùng 35 và ở vùng test 35 thì phiên ngày hôm qua là phiên nó bị thất bại và phiên ngày hôm nay là một cái nền xác nhận. Chính vì cái sự xác nhận như vậy nên tuần tới thì cái xu hướng uh, kỹ thuật của ờ uh, HDC là nó sẽ quay trở lại về vùng 30 đến khoảng vùng 30.5 về đến đây thì đánh giá thêm cái khả năng tích lũy của cổ phiếu này. Ở cổ phiếu Nam Long đã có một lực hồi và lực hồi này thì nó cũng không đủ mạnh và nó đã tiếp tục quay trở lại đấy, quay trở lại test lại cung Uh, dự kiến tuần tới ở vùng 23.5 đến khoảng vùng 24 sâu hơn thì phải tính toán là vùng 22 đến khoảng vùng 22.5 uh, KDH cũng đã có một lực kéo và sau lực kéo này thì cái xu hướng thiên hướng kỹ thuật là cổ phiếu sẽ trả cung dự kiến thì trả quanh vùng 26 đó tuần nó đã có khoảng tầm 3 phiên trả cung ở vùng 26 nhưng mà đến phiên ngày thứ 6 ngày hôm nay thì gần như vùng 26 nó đã bị thất bại uh, và nó về khá là sát với cái biên hỗ trợ dưới vùng 23.5 như vậy thì tuần tới thì cái xu hướng kỹ thuật là nó sẽ kiểm tra vùng 23.5. Đó, nó có giữ được hay không thì phải chờ phiên ngày thứ hai và trong trường hợp nếu nó giữ được, nó bật lên được ở trên cái gì Trên vùng 24.5 cộng thì đấy là tín hiệu tích cực. Ở trong trường hợp ngược lại nếu nó bị gãy vùng 23.5 và vùng 23 thì như vậy là nó sẽ đi về vùng 20. Đó, nhịp này thì bất động sản nó cũng đang khá là khó khăn. À, thì tất cả những bản tin tuần gần đây thì cũng có nói chia sẻ đến cái câu chuyện là những cái sự khó khăn của ngành bất động sản nó có những góc độ như sau cái thứ nhất đấy là nguồn vốn thì các anh chị biết rồi ngân hàng đã siết tín dụng và tất cả những cái hoạt động cho vay về ngành bất động sản là nhà nước đã tít còi và tất cả các ngành hàng ngân hàng là phải phanh lại cái câu chuyện này cho vay về chứng khoán cũng bị uh, siết chặt lại thì khi mà cái doanh nghiệp bất động sản đó, nó không có cái nguồn tiền đấy các anh chị, không có nguồn tiền đấy Và thị trường bất động sản nó chứng lại thì doanh nghiệp bất động sản cũng không thể huy động vốn từ nhà đầu tư. Và cái câu chuyện là trái phiếu trong thời gian vừa qua nó rất là nóng. Và gần như 10 doanh nghiệp bất động sản thì phải đến khoảng tầm 9 ông rưỡi là đều phát hành trái phiếu để huy động vốn và cái câu chuyện là phát hành trái phiếu như vậy và nó có những cái vấn đề rất là nghiêm trọng ví dụ Tân Hoàng Minh và gần đây nhất là vụ Vạn Thịnh Phát rồi không biết là đến những cái vụ nào nữa à, thì chúng ta chưa biết nhưng gần như là các ông dính hết vậy thì đấy là những cái hệ lụy mà nó sẽ tác động lên uh, doanh nghiệp của ngành bất động sản nó sẽ tương đối là dài tương đối là dài các anh chị ít nhất thì cũng phải hết năm nay và nó sẽ kéo rê sang quý 1 của năm 2023 đấy là đấy là đấy là sớm ấy còn lại cái câu chuyện mà khơi thông được cái nguồn vốn cho doanh nghiệp bất động sản ở trong cái thời điểm hiện tại thì gần như là quá khó luôn quá khó các anh chị rồi uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích hai nhóm ngành tiếp theo đó là nhóm ngành banh và nhóm ngành chứng khoán thì uh, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì nhóm ngành chứng khoán đã bị đẩy tương đối mạnh <laughs> và đấy cũng là một cái một cái sự bất thường trong phiên giao dịch ngày thứ sáu <laughs> uh, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm banh trước <laughs> à, đối với em việt công banh đã có một lực hồi và lực hồi này thì dự kiến là nó sẽ kéo được mắc lên khoảng đâu đó quanh đây các anh chị trước đây là hỗ trợ này thì bây giờ nó trở thành vùng kháng cự 71 đến khoảng vùng 71.5 phiên ngày hôm nay thì suy soát kéo lên được đó đến cái vùng đó và bây giờ nó đang có một nhịp chỉnh nhịp chỉnh này của việt công banh thì nó cũng chưa xấu nói chung là nó vẫn động lại được ở vùng 68 68.5 nhưng khả năng tuần tới thì nó sẽ sẽ đạp lại nó test lại vùng 66 ở đây một cái lần nữa này đó một cái lần nữa ở khoảng quanh vùng 66 rồi khi đó nó mới uh, chỉnh cung rồi tích lũy rồi có kéo thì nó mới kéo này MBB MBB như vậy là cây nến kết tuần đấy các anh chị đây sau một cái cây nến đỏ đặc thì nó có một cây nến liền sau nó để nó xác nhận đó đấy là đấy 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 là cái ý mà ông có đề cập đến trong bản tin tuần này như vậy thì ở đây MBB đó, nó thủng và nó thủng cái vùng đây đó là vùng uh, 16.5 và nó tiệm gần lại vùng 16 thì ở đây nó sẽ xuất hiện cái những cái tình huống ví dụ như có một cây nến xanh ôm lại đó như này thì đấy là gì ạ tích cực ok như vậy là cái câu chuyện khi có một cái nến xanh như này thì cái khả năng để mà gì ạ? phục hồi của MBB tại vùng hỗ trợ 16 là còn là có uh, nhưng mà nhưng mà nó có một kịch bản xấu đấy là gì một cây nến đỏ đặc dài như này thì như vậy là nó kết thúc các anh chị khi mà tín hiệu này thì xảy ra thì như vậy là chúng ta cần phải tính toán ở những cái vùng hỗ trợ sâu hơn bởi vì đấy là một cái tín hiệu mà cổ phiếu bị phá nền phá vỡ những cái tính kỹ thuật mà nó đang xây thì nó sẽ bị à, bán rất là mạnh sau đó ở bit hiện tại thì vẫn đang giữ được cái đạt tích cực khi mà trong tuần thì bit đã có quay những cái điểm quay lại trở lại test cung ở quanh vùng 32 và nó vẫn giữ được các anh chị. À, như vậy thì tuần tới, tuần tới thì cái xu hướng về mặt kỹ thuật là bit sẽ có à, nó sẽ kiểm tra lại vùng 32. Còn cái điểm kỹ thuật sâu hơn có thể phải tính toán ở đây, trong trường hợp mà xấu thì nó phải đạp về khoảng quanh vùng 31 đấy các anh. Chị. Đến 31 đấy Hai cái tình huống, khỏe thì nó ở khoảng vùng 32 mà 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 yếu yếu thì nó phải phải về đến vùng 31 rồi tích lũy ở đây rồi khi đó mới tính toán cái cái, cái lực phục hồi. Công thương hiện tại thì nó cũng vẫn đang khỏe hơn uh, MBB công thương Ở uh, Công thương thì vẫn nó vẫn đang tạm ổn Tạm ổn Mặc dù là gì kết đến ngày thứ sáu thì nó cũng đã phá vỡ hết cái tính uh, gì ạ? Cái tính hỗ trợ kỹ thuật của cả một cái tuần uh, Tuy nhiên thì nó vẫn đang giữ lại được ở vùng 21.7 đến khoảng vùng 22 Đây là cái biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn Như vậy tuần tới thì nó sẽ tiếp tục kiểm tra vùng 21.7 ở đây xem như nào trong trường hợp nếu như vùng 21.7 nó bị phá mà nó không giữ được đó thì khi đó thì nó sẽ phải về lại biên 20 đến khoảng biên 20.5 nhưng mà trong cái tình huống này thì khả năng cao là nó vẫn nhún tiếp một nhịp nữa đó, nó nhún tiếp nó nhún xuống về đến dưới này rồi sau đó rồi nó mới 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 tích lũy để là diện nó kéo lên ở cái nhịp 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 sau đó bởi vì cái quán tính của thị trường thì thông thường nó sẽ tiếp diễn một cái 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 lực lực bán mà nó bán bán mạnh như vậy á thì tuần tuần tới thì nó sẽ bán tiếp nó sẽ bán tiếp ở đầu phiên techcom uh, quay lại test lại vùng 23.5 và ở đây nó đang có cái dấu hiệu ở vi phạm tín hiệu kỹ thuật ở vùng 23.5 tuần tới sẽ trả lời xem là vùng 23.5 này có công lại được không trong trường hợp không công lại được thì nó sẽ hướng lại về vùng 21 STB cũng đã quay lại chỉnh cung và trong cái phân tích dự kiến thì sẽ dự kiến là test lại quanh vùng 17, 17 4 và phiên ngày thứ sáu thì nó diện nó đã bị mất vùng 17.4 và nó đi trở lại vùng 16 đấy là cái vùng đáy ngắn hạn ở trong bản tin tuần 147. À, với tín hiệu này thì chúng ta cũng sẽ phải chờ thêm à, cái sự à, xây nền ổn định của nó ở quanh vùng 1 quanh vùng 16. À, trong trường hợp nếu như nó tích lũy lại vùng 16 là tốt thủng vùng 16 thì sẽ hướng đến vùng 15 và xa xa hơn sẽ là Tech uh, nó sẽ về phải về lại ở khoảng quanh vùng 13 đó các anh chị đấy là đấy là xa xa hơn STB uh, Liên phong banh Em này cũng đã có một lực kéo tương đối tốt từ vùng 94 và dự kiến kéo mắc lên đây được khoảng quanh vùng 11.5 mà tuần này nó kéo được khoảng 11.3, bắt đầu nó chỉnh cung và cái chỉnh cung kỹ thuật dự báo nó sẽ ở khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.4. Như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá khả năng trụ cột của ở uh, của, của 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 Liên Việt Postbank ở vùng này. Vùng hỗ trợ kỹ thuật này, trong trường hợp thủng 10 thì phải hướng lại vùng 9.4, tức là hướng lại cái vùng hỗ trợ ngắn ở đây và 9.4 mà không trụ lại được thì ở đây chúng ta phải có tính toán là vùng 8.5 đến khoảng vùng 9 đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật của Liên việt Port Bank cổ phiếu SHB ngân hàng SHB cũng đã có một lực kéo tương đối tốt từ bản tin tuần video 147 và dự kiến cái lực kéo đó thì nó sẽ kéo lên được ở khoảng quanh vùng 11.5 <laughs> rồi và nó chỉnh cung và nó để hình thành được một cái phân kỳ tăng ở đây thì khả năng tuần tới SHB chúng ta sẽ có ở khoảng quanh vùng giá 9 9 đến vùng 10.1 để đánh giá trong trường hợp mà tích lũy lại ở đây thì đấy là khỏe và không tích lũy lại, được thì nó có xu hướng test lại vùng 9 tức là thủng mà nó hoàn toàn thủng bình thường ấy chị nếu thủng vùng đó thì phải tính nó là vùng 9 mà thủng vùng 9 thì phải tính nó là vùng 8 đấy là cái câu chuyện là gì ạ chúng ta không chống lại được chúng ta ví dụ như đang nó đang thủng vùng 9 bảo ơ mày ơi đừng có rơi nữa À, tao đang mua cổ phiếu ở đây tao đang mua ở vùng chín rồi mày đừng có rơi nữa không có cái chuyện đó đó khi thủng ở vùng hỗ trợ cao thì nó sẽ xuống vùng hỗ trợ thấp khi công thủng vùng kháng cự thấp thì nó sẽ đi vùng kháng lên vùng kháng cự cao hơn đấy là quy luật vận động của thị trường và quy luật vận động của cổ phiếu không ai có thể chống lại được cái quy luật đó là chúng ta lưu ý khi chúng ta đã đánh chứng khoán thì chúng ta phải chấp nhận đấy là một thực tế của thị trường và có một câu nói kinh điển đó là thị trường luôn luôn đúng và cổ phiếu luôn luôn đúng bởi vì nó luôn luôn vận động theo những cái hình thái của nó chứ không 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 ai có thể gọi là cưỡng nó được tất nhiên là một số những cái mã cổ phiếu đầu cơ hoặc là những cái mã cổ phiếu mà nó mang tính chất gọi là là là, là 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 lái thì 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 nó mới có thể gọi là diện nó điều tiết được chứ còn những cái mã cổ phiếu mà mang tính chất thị trường như thế này thì nó sẽ rất là khó khó để bẻ gãy xu hướng của nó À, như vậy nhóm banh thì tuần tới thì chúng ta vẫn đang nhìn thấy được những cái tín hiệu kỹ thuật mà có thể kỳ vọng rằng là nó nằm lại được ở các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật à, và cái sự phục hồi hay không thì chúng ta sẽ cần thêm tín hiệu của phiên ngày thứ hai à, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành chứng khoán thì ngày hôm nay bị đạp tương đối là mạnh và nó cũng đã bị phá vỡ tương đối cái những cái tính kỹ thuật mà nó đang xây ở trước đó các anh chị nó phá vỡ tương đối mạnh VCI nó đã có một cái nhịp phục hồi từ khoảng vùng 23.5 Và như vậy là nó cũng đã hoàn thành nhịp một ở quanh vùng 28 Ở đây các anh chị này Ở đây là cái vùng 28, nó khoảng vùng 28.5 Phiên thứ 2 Nó công mạnh và đến phiên thứ 3 Thì nó hoàn thành được cái target 1 Nhưng mà sau khi hoàn thành target 1 đó Thì dự chỉnh thì nó đâu đó khoảng quanh vùng 26 thì mới gọi là đẹp trên phiên ngày hôm nay nó thỏng phát xuống qua vùng 26 như thế này thì, thì thì chắc chắn là về vùng 24 Đó tuần tới thì khả năng vùng 24, 23.5 đến, đến vùng 24 Đấy là cái dự báo sớm thôi và khả năng thì cổ phiếu nó sẽ về tận đây uh, SHS kéo lên được vùng 9 và dự kiến test lại ở quanh vùng 8 phiên ngày hôm nay bị thủng các anh chị uh, Bị thủng như thế này là xấu Đó, uh, Thủng như thế này xấu thì khả năng là sẽ về vùng 7 Sâu sâu hơn thì khoảng vùng 6.5 như vậy là Ờ uh, em linh em mới mới về nên em mới chưa kịp gọi là gia nhập uh, trường lái đó nên là tạm thời phải lùi bước đó uh, cổ phiếu VND, VND nhìn chung ở trong tuần uh, tuần 147 thì rất là tốt, thậm chí tuần 1148 rất là tốt nhưng phiên ngày thứ sáu thì thôi chán luôn. Nó bị vỡ vùng 137 đến vùng 14. Đây là một cây nến mà nó phá vỡ hết tất cả những cái tính kỹ thuật mà nó đã xây khoảng tầm uh, 2 tuần gần đây, tính đến phiên ngày thứ năm thì nó vẫn đang xe đẹp nhưng đến phiên ngày thứ sáu thì nó phá vỡ và sau cái sự phá vỡ đó thì chúng ta sẽ cần thêm cần thêm tín hiệu kỹ thuật để đánh giá như vậy tuần tới thì sẽ đánh giá thêm ở quanh vùng 13 ở trong trường hợp nó giữ được vùng 13 thì đấy là một tín hiệu tốt nhưng mà nó mà xuất hiện thêm một cây nến đỏ đặc như này nữa thì khi đó thì chúng ta phải hạ độ cao xuống các anh chị hạ độ cao xuống ở khoảng quanh vùng 10 đến khoảng vùng 11 đấy là cái dự báo sớm đó, chúng ta không chống lại được đâu và chúng ta bắt đáy thì chúng ta cứ phải bình tĩnh từ từ các anh chị nhé bây giờ đoạn này mà bắt đáy là từ từ đã vừa mới hình thành chớm được cái phân kỳ tăng và phiên ngày thứ sáu ngày hôm nay thì nó đã phá vỡ hết cái phân kỳ đó FTA thì trong ngắn hạn ở đây các anh chị lưu ý là nó cũng đã bị vỡ vùng 29 chính vì vậy nên nó trong dự test kỹ thuật là chúng ta thì dự test về khoảng vùng 29 thôi mà nó 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 phá vỡ vùng 29 rồi thì như vậy là khá là khó nó khá là khó chắc chắn là vỡ vùng 29 rồi thì nó phải vùng về vùng 26 26.5 ở đây nó tích lũy loại ổn định ở đây thì cái đó mới có một cái lực long xuất hiện ở đây <laughs> Ở uh, SSI uh, phiên ngày hôm nay nó, nó đã có lực kéo đây và dự test thì đâu đó SSI cũng chỉ dự test về khoảng quanh vùng 19 thôi uh, phiên ngày hôm nay thì nó về đến tận vùng 16-2 rồi như vậy là một cái lực đạp À xin lỗi cả nhà không phải uh, uh, test về vùng 17 uh, Và phiên ngày hôm nay thì về vùng 16-2 như vậy là thứ hai tuần tới thì tiếp tục đánh giá ở quanh vùng 16-16-2 uh, Sâu sâu hơn thì phải tính toán ở khoảng quanh vùng 15 Uh, HCM <laughs> có một lực kéo khá là tốt và HCM cũng bắt đầu quay lại trả cung uh, dự kiến trả cung thì chỉ phải trả quanh vùng 20 thôi đây là những cái phiên ngày thứ hai này rồi những cái phiên tiếp theo nó rất là tích cực phiên ngày thứ năm cũng đang là tích cực nhưng đến phiên ngày thứ sáu thì thôi chán luôn một cây nến đỏ đặc và nó đã phá vỡ vùng 19 như vậy thì nó sẽ ngắm lại, nó sẽ ngắm lại vùng 18 sâu hơn sẽ là biên 17 đến khoảng biên 17.5 đấy là vùng mà chúng ta phải tính toán ở trong tuần tới <laughs> Ờ, MBS quay trở lại test vùng 14 và cái cây nến này cũng là một cây nến tương đối là xấu như vậy thì tuần tới cái khả năng để chúng ta đánh giá xem xem từ là MBS có công lại được ở trên vùng 14 cộng không thì đấy là tín hiệu tích cực trong trường hợp nếu như nó tiếp tục tiệm cận về vùng 13 thì xu hướng nó sẽ đánh về vùng 12 đó tức là nó đang đi theo cái dây ở trước này và đây sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật ngắn và cái điểm test cung quay trở lại đây nó bị thất bại chính vì vậy nên là trong trường hợp thất bại thì bao giờ cũng như vậy cổ phiếu sẽ tiếp tục có những cái sự trình giảm và sau đó. CTS trong buổi ngày hôm nay, đó nó đã test lại và phá vỡ vùng 13, như vậy tuần tới thì tiếp tục đánh giá ở quanh vùng 12. Tích lũy được ở vùng 12 thì là tốt, trong trường hợp mà bị gãy vùng 12 thì phải tính toán nhịp này ở quanh 10.5 đến khoảng vùng 11. BSI <laughs> BSI trả cung lại ở khoảng quanh vùng 22 và vùng 22 bị thất bại như vậy thì tuần tới uh, BSI sẽ tiếp tục hướng lại vùng 20 trong trường hợp mà gãy vùng 20 thì phải tính toán ở vùng 18.5 đến khoảng vùng 19 <laughs> AGR thì hiện tại thì nó cũng chưa xấu bởi vì sao bởi vì nó vẫn đang ít nhất là nó vẫn đang giữ được <laughs> Nó vẫn đang giữ được ở đây đó là vùng 7.7 Vậy thì tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh giá xem cái khả năng chịu tại ở vùng 7.7 đến khoảng vùng 7.5 Trong trường hợp mà giữ lại được đây là tốt nhưng mà thủng vùng 7.5 Thì khi đó thì chúng ta phải tính toán về vùng 7 Gãy vùng 7 thì phải tính toán cái điểm sâu hơn đó là vùng 5.5 đến khoảng vùng 6 ở đây Đấy là cái biên mà chúng ta đã có dự báo ở trong những bản tin tuần trước Trước đó Trong một cái thiên hướng kỹ thuật mà ven uh, AGR đang đi VX ngày hôm nay cũng bị đạp tương đối là mạnh sau một nhịp hồi khá là tốt ở đây thì VX đã tiếp tục quay trở lại và trong cái nhịp mà dự báo thì chỉ dự báo quay lại quanh 8 thôi quanh 8 là đẹp nhưng mà như thế này thì nó sẽ nó trả hết nền rồi và cái câu chuyện là trả hết nền ở đây xem thử là có trả có có giữ lại được ở đây không ở vùng 7 hay không nữa thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác ở đây chúng ta phải đánh giá thêm ở trong tuần tới APG ngày hôm nay bị vỡ vùng 4.7 như vậy là tín hiệu kỹ thuật của APG trong ngắn hạn là xấu. Cái gì khi mà nó bị mất uh, vùng 4.7 rồi thì uh, <laughs> gần như nó mất một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là quan trọng. Và khi nó mất vỡ vỡ vùng 2.7 rồi uh, 4.7 rồi thì khả năng phải tính đoán là quanh 3 đấy là chắc chắn là như vậy rồi không có cái cái cách nào cả. Đấy thì khi vỡ vùng 4.7 rồi thì khả năng nó sẽ nhún về quanh vùng 4 ở về đây để chúng ta đánh giá thêm mà cái sự tích lũy của nó ở quanh vùng 4 xem như nào vùng 4 mà bị thủng thì lúc đó lại phải tính toán về đến vùng 3 đấy cái câu chuyện là cổ phiếu nó hạ dần như vậy thôi đó và về đến vùng 3 có tích lũy thành công hay không thì khi đó chúng ta lại tiếp tục đánh giá ở TCI À, sau một lực hồi khá là tốt thì uh, tuần này ở uh, phiên ngày thứ sáu thì TCI cũng đã tiếp tục quay trở lại vùng 68 đến vùng 7. Như vậy tuần tới thì uh, sẽ tiếp tục làm việc ở quanh vùng 687. Trong trường hợp mà nó giữ lại được ở trên đó thì tốt, còn thủng vùng 68 thì khi đó chúng ta phải tính toán uh, những cái hỗ trợ sâu hơn của TCI trong thời gian tới. Như vậy là nhìn chung nhóm ngành chứng khoán uh, cũng đang hết sức là căng go đúng không các chị? Khá là khó khăn. À chúng ta bị thiếu mất một nhóm ngành Nhóm ngành thép đúng không anh chị Thép bị thiếu mất Bây giờ quay lại phân tích nhóm ngành thép Thép thì nó đã có lực hồi Và đối với Hòa Phát thì cũng có dự báo về chỉnh vùng vùng 18.5 Mất vùng 18.5 thì nó sẽ hướng về vùng 17 Mất vùng 17 thì nó sẽ hướng về ở đây đó là vùng 15, 15.5 và với một cái lực bán khá là mạnh như này và bắt đầu đường mát này hồi lên được một tí tẹo này và nó lại bắt đầu gì ạ đảo pha và nó bắt đầu có xu cắm xuống như vậy thì đường mát nó lại xấu đi rồi đó các anh chị hòa phát ở hoa sen trong tuần thì nó cũng đã gần như nó đang kéo lên được cái vùng 14 ở đây là vùng kháng cự ngắn và nó chỉnh cung thì dự chỉnh á, là chỉnh về quanh 13 thôi nhưng mà cây nến này là diện nó phá vỡ mất 13 và thì sau khi nó phá vỡ mất 13 thì nó phải có một cái tín hiệu ở đằng sau này cây nến ở đằng sau này để chúng ta xem xem thử là nó công lại 13 cộng không thì nó là tốt mà không công lại được thì nó sẽ quay trở lại test vùng 12 trong trường hợp mà test thành công ở vùng 12 thì nó cũng là một tín hiệu tốt Tuy nhiên nếu như mà nó test không thành công thì như vậy là chúng ta phải tính ở quanh vùng 10 đến khoảng vùng 10.5 Nam Kim ở đây đã có một lực kéo tương đối là tốt và dự kiến kéo mắc lên được khoảng vùng 18.3 và nó bắt đầu chỉnh cung thì cái vùng chỉnh cung kỹ thuật của nó là vùng 16-16.5 Và cây nến này thì tất nhiên là nó chưa bị vỡ quá xa vùng 16 à, Chính vậy nên khả năng tuần tới thì nó sẽ có những cái lực hồi à, Sau những cái lực hồi đó thì nó sẽ diện Nó sẽ có những cái lực test cung lại và chúng ta sẽ đánh giá thêm à, Trong trường hợp nếu như mà vùng 16 mà không giữ được Thì ở đây sẽ là vùng 14.5 đến khoảng vùng 15 Đó nó test lại cái diện Nó test lại ở đây Thì bên này nó cũng sẽ quay trở lại nó test lại ở đây đó và giữ lại được ở đây thì nó sẽ hình thành được cái mô hình gọi là mô hình hai hai đỉnh à hai đáy mô hình v kép đấy cũng là một cái 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 trường phái về phân tích kỹ thuật đó thì đánh giá thêm mà trong trường hợp mà bị thủng câu chuyện bị thủng là bình thường mười bốn trăm năm mà không trụ lại được mà không có những cái tín hiệu kỹ thuật thì lúc đó lại phải tính toán ở vùng 12 đến khoảng vùng hai mấy đây này 12 đến khoảng vùng 12 năm là những vùng mà phải tính toán như vậy khi chúng ta đưa ra một kịch bản như vậy thì để làm gì? Thứ nhất nếu có bắt đáy thì chúng ta sẽ à, bắt khá là nhẹ nhàng. Ví dụ như là quanh vùng 16 chúng ta bắt một ít thôi. Vì vì nó test cung về đây 16 thì chúng ta bắt. <laughs> sau bắt xong thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta ngắm nghĩa lại xem là à như vậy bắt cái nhịp bắt đáy này có thành công hay không. Đó, hoặc là sau đó ví dụ nếu có bắt ở vùng 14.5 thì chúng ta cũng bắt từ từ. Chứ không phải về đây gọi là ồ oh, đáy rồi bắt bắt nôn bắt tháo rồi bắt phun bằng zin. Thế là sau khi mà bắt xong phát thì nó lại toàn cho một phát ở đây và như vậy là khi mà bị quả này á thì thông thường là về đến cái vùng 12 12 năm này là đa phần là nhà đầu tư sẽ bị cắt cắt lỗ ở vùng này bởi vì không chịu được đó vậy thì cái cái chiến lược ở trong thời thời điểm hiện tại là chúng ta bắt thăm dò các anh chị bắt thăm dò đáy nó bắt rất nhẹ nhàng bắt từ từ thôi VGS thì cả tuần tốt giữ được ở biên 14 14.5 cây đến ngày thứ sáu thì xấu ạ. Và với cây nến này thì 13 điểm sâu hơn thì có thể tính toán vùng 12 12.5, đấy là những cái dự báo mà VGS sẽ quay trở lại test lại cung cầu đây rồi khi đó mới có khả năng là gì, mới có khả năng uh, có một cái lực bật hồi phục ở đây. Và ngắn hạn thì thị trường chung đang khá là xấu. Ở TVN nhìn chung thì ở đây là vùng 67 và hỗ trợ dưới thì quanh vùng 661 xu hướng tuần tới thì đánh, đánh giá quanh vùng 6 à, TLH ở đây có một lực bật tương đối là 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 à, không phải không phải lực bật ở đây tức là TLH là giao dịch ở trong biên à, biên nào đây biên 7.5 đến biên 8 à, trong hai tuần vừa qua và tín hiệu tuần này thì nó cũng đang có tín hiệu phá vỡ vùng 7.5 như vậy tuần tới thì chúng ta sẽ đánh giá thêm xem là ông có lông lo lại được của vùng 7.5 không trong trường hợp mà vùng 7.5 không 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 bật lại được thì nó sẽ hướng về vùng 7 và thậm chí có thể tính toán ở vùng 6. rồi nhìn về mặt thế trận thị trường như này thì cái việc mà thị cổ phiếu thị trường còn chỉnh giảm tiếp và cổ phiếu chỉnh giảm thì đấy cũng là những cái kịch bản mà chúng ta đề ra. Để chúng ta tránh cái trường hợp mà chúng ta bắt all in hoặc tránh những cái trường hợp mà chúng ta <laughs> uh, bắt nó quá đà và khi thị trường nó chỉnh giảm thì chúng ta sẽ bị uh, những cái áp lực rất là mạnh uh, về mặt tâm lý. Uh, rồi uh, bây giờ thì mình sẽ phân tích uh, một cái nhóm tiếp theo đó là nhóm ngành uh, phân đạm và nhóm ngành hóa chất Và sau đó sẽ đi uh, view thị trường và danh mục cổ phiếu Thì tuần này chúng ta sẽ tạm thời phân tích như vậy <laughs> Đàm Cà Mau á, thì uh, chúng ta đã có phân tích uh, một cái lực tăng ở đây Và dự kiến nó công lại được khoảng vùng 34 đến khoảng vùng 35 Trong tuần thì nó suy thoát chạm được vùng 34 30, uh, 33, 36 sáu 3 à, mấy đây, 339 và bắt đầu nó chỉnh cung. Cây đến ngày thứ sáu thì bị bán khá là mạnh. Về lại vùng hỗ trợ 294. Tuần tới thì khả năng sẽ tính toán vùng 294 nhưng vùng này khả năng khó giữ. À, mà phải tính ở vùng 28.5 thậm chí ở đây là biên 27.5 đến khoảng vùng 28. Tức là cái vùng dự chỉnh của cổ phiếu đạm cà mau nó sẽ quay về đây. À, đạm Phú Mỹ là Phú Mỹ thì đây đúng không ạ? Gần vùng 49 đến vùng 50, đó là cái vùng mà ông đã có dự báo cái khả năng là cổ phiếu này sẽ sẽ bị chỉnh cung ở đây. Có mua thì tránh cái vùng này ra và đúng như vậy các anh chị, tuần này nó công lên đây và nó bị xả rất là mạnh. Thì như vậy là chúng ta phân tích dự báo thì chúng ta sẽ tìm ra được những vùng kháng cự ngắn hạn và những cái vùng hỗ trợ cái tuần ngắn hạn. Đó có có mua thì mua ở quanh vùng 42 41 ở đây. Và lên cái vùng này thì đừng có mua nữa. <laughs> Phiên ngày hôm nay thì bán khá là mạnh. Với lực bán như thế này thì Đạm Phú Mỹ khả năng sẽ chỉnh về quanh vùng 42 Sâu hơn thì vẫn quay về cái vùng hỗ trợ ngắn hạn của nó đây Quanh vùng 39 đến vùng 40 BFC thì như cũng có phân tích rồi Chúng ta chưa vội vàng đúng không ạ Nhịp này nó đang tích lũy ở vùng 17.5 và nó sẽ quay trở lại test lại vùng 17. bảy <laughs> à, với tín hiệu thị trường như hiện tại thì khả năng vùng 17 này khó giữ và khả năng là 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 nó sẽ đánh về khoảng quanh vùng 16 điểm sâu hơn sẽ là khoảng quanh vùng 15 <laughs> Lát ngày hôm nay thì nó cũng đã quay trở lại về biên hỗ trợ dưới ở vùng 9 và cái câu chuyện ở đây <laughs> Phải tính toán nó là gì vùng 9 nó có giữ được không Trong trường hợp mà nó giữ được vùng 9 thì như vậy là tạm ổn nhưng mà vùng 9 bị mất thì phải tính toán vùng 8 Và sau đó là vùng 6.5 đó. câu chuyện là cổ phiếu nó sẽ đi theo cái quán tính của nó, <laughs> nó sẽ đi theo quán tính của nó. khi hỗ trợ cao bị phá thì nó sẽ đi về hỗ trợ thấp, hỗ trợ thấp này bị phá thì nó sẽ đi về hỗ trợ thấp hơn. đấy là quy luật vận động của cổ phiếu. <laughs> à, nhóm ngành hóa chất gồm mã cổ phiếu CSV nhìn chung là khá là khỏe nhưng mà cũng không trụ được. À, không trụ được trước uh, cái rông bão của thị trường trong phiên giao dịch của ngày thứ sáu, CSV đã có một lực tăng tốt từ vùng 33 uh, Mà dự kiến là sẽ kéo lên vùng 39 40 Và phiên ngày hôm nay thì nó tiệm cận vùng 40 và sau đó nó chỉnh cung Điểm chỉnh cung thì đã có dự báo rồi 36.5 đến khoảng vùng 37 Kết phiên thì nó có hồi lên Như khả năng tuần tới uh, Nó vẫn sẽ tiếp tục Các anh chị Nó vẫn sẽ có tiếp tục ở vùng 36.5 đến khoảng vùng 37 Thậm chí là có thể có vùng 36 ở tuần tới. À, thì như vậy là chúng ta sẽ uh, ke ke ở những cái vùng này để chúng ta bắt. Và CSV thì cổ phiếu này cũng đang khá là đẹp. Anh chị uh, gom thêm. Uh, DGC uh, sau một nhịp kéo thì uh, cái lực kéo thì dự kiến kéo về là quanh quanh vùng 80. Sau đó nó chỉnh cung và cái điểm chỉnh cung thì dự kiến quanh vùng 76. ở uh, tuy nhiên cây nến ngày hôm nay thì như vậy là nó đã gì ạ? Nó đã bị vỡ vùng uh, vỡ vùng 76 đây khi vỡ vùng 76 thì nó sẽ là xấu các anh chị, nó sẽ là xấu. Và chúng ta nhìn thấy đây ạ, đường mát đang hướng lên. À, tuy nhiên là à, chúng ta nhìn thấy bắt đầu cái đường xanh bắt đầu nó có cái sự thu hồi. Đó và có thể là tuần tới thì đường mát nó sẽ cắm đầu xuống như thế này và sau đó thì nó mới hình thành lại gì ạ? Một cái 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 lực tăng lần thứ hai thì nó cũng sẽ song trùng với việc là khả năng là DGC sẽ chỉnh cung về lại khoảng quanh vùng 70 sâu hơn sẽ là vùng 66 đến khoảng vùng 68 đây là những cái vùng chỉnh cung kỹ thuật mà chúng ta cần phải tính toán tới đối với mã cổ phiếu này Ok như vậy là danh mục cổ phiếu thì cũng sẽ tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần thứ hai đấy là view lại kịch bản phân tích tuần video số 148 và với những cái mã cổ phiếu các anh chị quan tâm mà chưa được phân tích ở đây thì các anh chị có thể comment bên dưới dòng thời gian bản tin tuần. Hùng Lê sẽ dành thời gian để trả lời các cái câu hỏi của các anh chị. Ở phần thứ hai thì chúng ta cùng nhìn lại kịch bản phân tích tuần video số 148 các anh chị. Ok. Thì đây là nội dung <laughs> nội dung đã có biên soạn và các cái vùng mà hỗ trợ kỹ thuật mà dự kiến mà thị trường nó sẽ quay trở lại test À, song song với những cái bản tin ngắn, thì những cái bản tin, bản tin đầu tuần thì cũng đã có những cái dự báo. Ví dụ vn30 đầu tiên nó sẽ kiểm tra lại vùng 1035 đến vùng 1040 và sâu hơn sẽ là vùng 1020. À, thì các anh chị nhìn thấy đây ở trên bản tin phân tích tuần thì chúng ta sẽ nhìn lại tổng quan của hai tuần vừa qua, tức là tuần video số 147 đến vùng 148. Thì trong tuần video số 147 là chỉ số vn30 của chúng ta. À, có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở 980 đến vùng 990 ở đây các anh chị và sau đó thì nó đã bật long lên được ở vùng 1060. À max là 1070. À, sau đó nó chỉnh cung và đây là cái điểm mà chúng ta ra bản tin video tuần số uh, số 148. Thì cái điểm chỉnh cung kỹ thuật đầu tiên chúng ta phải tính toán đó là vùng 1035 đến khoảng vùng 1040 đối với chỉ số VN30 ở đây các anh chị. Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai ngày 17 là ngay lập tức là chỉ số này test về đây và điểm cái điểm sâu hơn đó là điểm 1020 thì trong phiên ngày thứ hai thì nó chỉ test về 1030 và bắt đầu gì nó long bật lên và sau cái nhịp long bật đó thì ông đã có những cái bản tin à, bản tin ngắn đó là ông đã có những bản tin ngắn ví dụ sau đó thì cũng có đề cập đến cái câu chuyện các anh chị có thể xem thì các anh chị đã nắm được rồi đó là VN30 sẽ phải quay về vùng 1040 Ok đó sẽ phải quay về vùng 1040 để diện nó tiếp tục à, test tích lũy ở cái điểm này đó, sau khi mà nó long vượt lên cái vùng 1060 1070 này thì tiếp tục nó phải về đây và phiên ngày hôm nay đấy là một cái phiên mà vỡ kỹ thuật các anh chị đây là một điểm vỡ kỹ thuật ở quanh vùng 1040 điểm vỡ này rất là là, là mạnh đấy đó điểm vỡ kỹ thuật và khi mà nó mất vùng 1040 rồi thì nó sẽ về 1030 sau đó sẽ là 1020 và đến cái vùng 1020 này nó bị vỡ tiếp đó, cái điều cái điểm mấu chốt vấn đề ở trong tuần đó là cái điểm 1020 điểm 1020 này rất quan trọng anh chị nhá và khi 1020 nó bị phá thì xu hướng nó sẽ về vùng 1.000 điểm phiên ngày hôm nay là VN30 suy soát chạm vùng nghìn điểm đây nó lo ngắn lên thôi và cái nhịp lo ngắn này thì theo quan điểm với thực cùng là nó sẽ trả lại nó sẽ quay lại về vùng 1.000 điểm ở trong tuần trong phiên ngày ngay trong phiên thứ hai thôi ngay trong phiên thứ hai thì chắc chắn là VN30 sẽ quay về một 000 điểm thậm chí là sâu hơn sẽ là vùng 980 950 đến vùng 990. Đây là kịch bản mà chúng ta phải à, tính toán đến ở trong à, phiên giao dịch ngày thứ hai đầu tuần. Chắc chắn là như vậy. Còn cái câu chuyện là có vỡ 950 hay không? Và nếu mà mà vỡ 950 thì đấy là một cái kịch bản không ai mong muốn. Bởi vì khi vỡ 950 thì nó sẽ đi khá là xa, khá là sâu các anh chị. Và nếu như trong trường hợp vỡ 950 thì trong buổi chiều ngày thứ hai thì chúng sẽ gửi đến các anh chị một bản tin ngắn để chúng ta đánh giá. và kháng cự ngắn của thị trường ở trong tuần giao dịch mới thì vẫn là vùng 1060 sau đó 1080 và tiếp đến đó là vùng 1100 thì ba cái điểm kháng cự này là chúng ta vẫn tiếp tục lấy để chúng ta phân tích vùng kháng cự ngắn hạn của thị trường cho bộ ba tham số VN30 VN30F1M và chỉ số VN Index các anh chị lưu ý là như vậy À, còn đối với chỉ số phái sinh Ở đây thì các anh chị uh, trên bản tin tuần Thì cũng đã có những cái dự báo phân tích Về vùng 1035 đến 1040 Và sâu hơn đó là biên 1015 đến 1018 uh, Thì chúng ta cùng nhìn lại uh, Chỉ số phái sinh Ở trong tuần video 147 và 148 Đây các anh chị Đây 147, 148 Thì tuần 147 là chúng ta có điểm hỗ trợ kỹ thuật Của phái sinh ở 980 đến vùng 990 Và đây là cái điểm Mà chúng ta ra bản tin tuần thì ngay lập tức là phái sinh trong phiên giao dịch ngày thứ hai là nó đã trả về vùng 1035 sau khi một cái vùng, vùng 1035 này mà nó bị phá vỡ thì nó sẽ đi về cái biên ở đây đó là biên 1015 đến 1018 và trong phiên giao dịch của ngày thứ hai thì mọi người ăn được hai vòng vòng một là sọt và vòng hai là long ok anh chị và bản tin ngắn thì khi mà chúng ta đã có phiên phân tích trên bản tin ngắn đúng không ạ và sau cái nhịp long này thì ông Lê cũng đã có những cái phân tích dự báo về mặt kỹ thuật là phái sinh nó phải quay về vùng 1040 và đến phiên giao dịch của ngày thứ 5 phái sinh quay về 1040 và diện nó có một nhịp, nhịp long ngắn và nhịp long ngắn này thì nó sẽ đưa về lại cái vùng 1060 và đây là diện vùng kháng cự và đến phiên ngày thứ 6 phiên ngày hôm nay tức là nó ghép chạc kỹ thuật và nó đã vỡ, uh, nó vỡ cái vùng 1050 này và nó đi về vùng 1040 và sau vùng 1040 này nó bị thất bại, nó không không công lại được á. Đó thì thị trường nó bị giảm rất là sâu. Tiếp tục về lại vùng 1015. Vùng này bị phá thì nó sẽ về vùng 1000 điểm. Vùng 1000 điểm mà bị phá thì xu hướng sẽ về vùng 990 đến vùng 980. Và trong phiên ngày hôm nay thì gần như phá sinh nó cũng đã trả hết cái nhịp À, nhịp tăng trước đó của nó Đây tải hết nhịp tăng này à, Ok và như vậy là Phái sinh tạm thời đang đóng ở vùng 980 Như vậy thì tuần tới Cái câu chuyện là phái sinh nó sẽ đi về đâu thì như vậy là chúng ta tiếp tục à, Kỳ vọng thôi đây là một kỳ vọng ngắn nhưng mà khả năng là khó Tức là phái sinh khả năng sẽ có một nhịp long lại ở khoảng quanh vùng 1000 điểm và sau đó nó tiếp tục nó quay lại nó kiểm tra vùng 980 và trong trường hợp nếu như mất 980 thì đấy là một kịch bản rất xấu của thị trường và chúng ta sẽ phải tính toán đến những cái vùng hỗ trợ sâu hơn. À, đối với chỉ số VN Index ở trong tuần thì cũng đã có những cái dự báo về khả năng nó sẽ quay trở lại về vùng 1035 đến 1040. Và cái điểm sâu hơn đó là 1025. Thì chúng ta cùng nhìn lại à, trên bản tin tuần 147 148 ở đây. À, thì à, đối với à, đối với index tuần uh, trong tuần 147 thì chúng ta có vùng hỗ trợ quanh vùng 1.000 điểm và sau đó thì gì nó đã long lên và đây là cái điểm mà chúng ta ra bản tin tuần video số 148 thì đầu tiên là chúng ta dự báo về cái khả năng ở 1035 đến 1040 đấy các anh chị đó là gì đó là index sẽ phải trả cung về đây và trong phiên giao dịch ngày thứ hai thì khi index trả cung về cái vùng này thì ạ? đây các anh chị 1035 đến 1040 đấy nhá đây 1035 1040 đây thì uh, trả cung về vùng này thì nó đã có lực long và sau đó thì tiếp tục có một bản tin ngắn. Uh, Các bản tin ngắn đó thì có đánh giá rằng là uh, index cũng phải cần phải trả lại cung lần thứ hai và nó cần phải test lại ở quanh vùng 1050 và sau đó sẽ là vùng 1040 ở đây. Thì trong phiên ngày hôm nay cũng là một cái phiên vỡ kỹ thuật của chỉ số index khi mà nó tiếp tục trả lại ở vùng 1050 nó bị thất bại. Đây nó bị thất bại đây. Sau đó nó có có vòng lên nhưng nó không bứt lại được 1050 và như vậy lực bán mạnh ở sau đó thì nó sẽ về cái điểm sâu nhất mà trên bản tin tuần dự báo đó là vùng 1025 và khi vỡ cái vùng 1025 này á à, vỡ vùng 1025 này thì nó sẽ đi về đâu nó sẽ đi về ở khoảng quanh vùng 1010 ở phiên ngày hôm nay thì nó về quanh vùng 1015 thôi nhưng mà trên cái dự báo kỹ thuật là về mặt kỹ thuật đấy thì không ai dự báo chính xác được nhưng mà khi mà vỡ vùng 1025 rồi thì chắc chắn là sẽ dự báo về quanh vùng 1010. Ở đây nó có một lực hồi, nếu như lực hồi này khỏe thì nó về được khoảng quanh vùng 1025. Sau đó nó sẽ tiếp tục quay trở lại uh, test lại cung cầu ở vùng 1010. Và sau đó nữa thì chắc chắn là gì? Vùng 980, mươi uh, vùng 1000 điểm, vùng 990 và vùng uh, 980 khả năng sẽ là cái vùng kỹ thuật mà chúng ta cũng phải tính toán ở trong ở trong một tuần giao dịch mới. À, còn đối với vùng kháng cự kỹ thuật tuần thì chúng ta vẫn ở đây, index vẫn là vùng 1050 1060 à vùng 1070 đến vùng 1080 ở đây. Và xa 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 hơn thì sẽ là vùng 1110, nó song trùng với ba cái bộ tham số chung của thị trường, chúng ta sẽ tiếp tục lưu tâm. Ở trong tuần giao dịch mới à, và chúng ta cùng nhìn lại ở trên chạc ngày để chúng ta xem thử là trong trường hợp nếu như mà nó bị vỡ vùng 980 thì nó sẽ đi về đâu đó, à, vỡ vùng 980 thì nó sẽ đi về đâu <laughs> khá là căng thẳng các anh chị nếu mà vỡ vùng 980 thì nó sẽ về khoảng vùng 9 950 945 đến khoảng 945 vùng 945 đến khoảng vùng 950. <laughs> kỳ vọng, kỳ vọng là là thị trường chung sẽ giữ lại được ở vùng này chứ còn nếu mà nếu mà bị mất vùng 980 thì mệt đấy. Khá là mệt. OK và có gì thì tuần tới uh, sau khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì chúng sẽ có một cái bản tin ngắn uh, để up lên trên kênh để cho anh chị uh, chúng em chúng ta có thêm uh, những cái kênh thông tin tham khảo về xu hướng thị trường trong tuần mới. Uh, như vậy là uh, qua cái việc mà chúng ta view lại danh mục các cái nhóm ngành cũng như view lại bộ ba tham số chung của thị trường, chỉ số vn30, chỉ số phái sinh uh, và chỉ số index thì chúng ta thấy rằng là trong ngắn hạn tức là phiên giao dịch ngày thứ hai thì khả năng nếu có thì nó có thể có một cái lực uh, Tăng ở đầu phiên ATO và sau đó thì thị trường tiếp tục quay trở lại lớp cáp lớp cái gáp tăng đó và tiếp tục kiểm tra, kiểm định lại những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 980. Và kỳ vọng ở vùng 980 này thì thị trường không bị phá. Còn nếu mà bị phá vùng 980 thì đấy là một kịch bản không mong muốn và như vậy thì thị trường sẽ tiếp tục có những cái nhịp trình giảm liền sau đó. OK, như vậy bản tin tuần này thì xin phép anh chị chúng ta sẽ dừng tại đây và tất cả những cái câu hỏi của anh chị về cổ phiếu, các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng thời gian các cái bản tin phân tích tuần thì ông Lê sẽ dành thời gian để trả lời tất cả các câu hỏi của anh chị ở trên những góc nhìn tốt nhất, tối ưu nhất để chúng ta có thêm những cái thông tin tham khảo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.